Okay, hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Quay Phim TV. Thì hôm nay anh em thấy tôi đang trên xe và tối vãi trưởng. Tôi đang trên đường để đi lấy hai con chuột sóc anh em ạ. Nó không gọi là sóc chuột như là bọn chipmunk mà nó lại là chuột sóc. Bọn đấy tên là Dormouse. Tôi có thấy ông anh tôi chơi cùng ở trong Sài Gòn, ông ấy đang bán ấy, mình hỏi mua ấy, ông ấy lại tặng luôn. Gửi từ Sài Gòn ra Hà Nội thì bây giờ mình phải lên Hà Nội lấy. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi ra chỗ con đấy để xem trông nó như thế nào nhá. Đây anh em ơi, con này đây. Nhìn thích cái tí luôn nhỉ? Con này là loài gặm nhấm nhỏ nhất. Nhìn thích cái đấy. Dormouse. Anh em ạ, thực ra là tôi search thì cái tên Dormouse này nó là tên của một họ chứ nó đéo phải là tên của một loài. Và tôi chắc chắn là mấy anh em mà đầu tiên bán ở Việt Nam mấy con này thì cũng đéo biết con này là loài gì. Anh em biết con này là loài gì comment xuống bên dưới nhá. Xinh vãi. Con này trông y như con chuột nhưng mà đuôi nó lại có lông như của sóc chứ nó lại đéo phải là kiểu ấy. Con này ấy, cái họ Dormouse này, cái họ Dormouse này ấy, nó lại thuộc trong cái phân bộ sóc. Cho nên là anh em cũng có thể coi con này là sóc được. Mặc dù là hình dáng giống chuột, kiểu nó có chia phân bộ sóc và phân bộ chuột này, phân bộ hải ly nhím liếc gì đấy. Tôi không nhớ, để tí về tôi xem lại. Rồi, người là giống chuột, người y hệt chuột luôn. Anh em ơi, ở đây tôi phát hiện ra ba cái bể kính, ba con chân cây anh em ạ. Nhưng mà nó đắt quá, nó đắt đéo chịu được. Bây giờ bao tiền một con baby nhỉ? Rẻ rồi nữa. Rẻ rồi nó vẫn 5 củ. Bây giờ nó xuống con số nữa thì một con số 4 gì đấy, hay là vẹ 3 gì đấy thì mua được. Ngày xưa toàn 6-7 nhỉ. Đây, ở đây có một con chăn cây màu nó còn loang loang giữa xanh lá với cả xanh nước biển. Trong khi bọn này, con này nó là trưởng thành rồi ý. Nó là lớn vẫy đấy rồi. Đấy, đẹp vãi trưởng. Màu loang loang xanh biển với cả xanh lá. Còn thường mấy bọn trưởng thành thì nó sẽ về màu như này. Bọn này bé, con này bé là màu gì nhỉ? Vâng, nó màu vàng đúng không? Đấy, khi trưởng thành nó lên hết màu xanh như này. Nếu mà có xanh nước biển thì nó cũng chỉ có tí tí ở người thôi. Con này có hẳn một sợi chip xanh nước biển luôn này. Con này cũng đẹp vãi đái nhưng mà ví dụ cái vân xanh nước biển ở bên người nó mà rõ hơn tí thì ngon nhỉ. Thì là đẹp vãi đái luôn. Ừ đấy. Thế này, nó có hẳn một cái sợi chip ở giữa này luôn này. Ví dụ nó còn có cả mấy cái vân nữa này. Ví dụ mấy cái vân này nó mà rõ hơn tí nữa thì đẹp mẹ luôn. Thì nó không rõ lắm. Cũng dài. Hiểu thế. Đấy. Bên này nữa cơ. Một con chăn cây khác. Đợt trước tôi có quen một nhà chuyên nuôi chăn cây anh em ạ. Nhưng đợt đấy tôi không làm YouTube. Ông vừa con này, ông này toàn kiểu có những con mà mình đã biết là ông ấy có nhỉ. King Snake này anh em. King Snake này. Con này tôi không biết gọi nó là gì. Đây là con gì nữa không? Đây à? À nhà Hữu Liên. Này nhan lắm. Con này tuyệt vời đấy. Đây là cắn này. Con này em lạ gì, đợt trước em cũng quay con này rồi. Đấy, con này đây anh em ơi. Con này là thằn lằn mí. Nói là tên như thế bởi vì con này nó có mí. Nó có mí mắt. Con này có thể nhắm mắt được khi mà trời sáng quá. Có thằn mí anh bảo anh đưa em đây á. Không nuôi đấy à? Nhà em đang thừa cái bể bé, bé gấm này. Ôi mẹ, con này vừa mới xả ra đây. Sipula. Kinh quá. Đấy, cứt này. Trông như cứt người. Con gấm này, con nưa này các bạn. Đây là con nưa đột biến, con nưa bạch tạ. Con gì đâu không hết rồi à? Đây, đây, tôi xin quay cho anh em xem con nưa bạch tạ. Đấy, 9 lỗ mũi nhá. 9 lỗ mũi thật không? Thở ra chết người luôn. Nó có 2 lỗ mũi và mấy thốc nhiệt. À, bé tí hả mẹ? Mình đã cầm con gấm 9 cân của mình quen là cầm con này bé tí. Ờ, cái chỗ mấy ông kia là ở đâu ấy? Ở đấy đấy có một con, có mấy con thôi. Chăn gấm to vãi trưởng anh em ạ. Người phải to bằng bắp đùi tôi. Hôm nào tôi phải xuống đấy chơi với anh em để mà cầm tập thể dục. Thử thách squat 100 cái. Ôi đéo được. 20 cái rồi. Khi mà quấn con lên người, tôi thật với anh em là quấn con đấy lên người nó đã chất mệt rồi. Chứ đừng nói đến squat. Nó còn quấn siết cổ nữa. Ở đâu hả anh? Trung Mỹ à? Ôi trời. Ok. Thế à, mình đã về nhà rồi sau khi đến nơi để bắt con chuột sóc này. Chứ không mẹ?
Em cũng biết là ngày xưa có cái phim hoạt hình Chipmunk ấy, kia cái bọn mà sóc chuột nó biết hát các thứ ấy, có 3 con sóc chuột ấy, xong rồi thành thêm 3 con cái nữa thành 6 con ấy. Đấy thì bọn đấy là Chipmunk, là bọn sóc chuột, bọn đấy nó giống sóc nhiều hơn. Nhưng mà con này nó là chuột sóc, nó lại giống chuột nhiều hơn. Chúng rất là dị luôn. Đây rồi, đây rồi. Quả đuôi rất là dài, còn làm lông nữa. Mặc dù đuôi cũng bé, bé tí. Đấy, leo trèo cực kỳ giỏi luôn. Trông đáng yêu phết. Đáng yêu ấy gái, cầm bằng tay luôn mà. Ừ. Con kia đang trốn. Vẫn đang checking vào con này. Hello. Nhấp nhả, không ăn à? Ờ, vẫn đang sợ này. Vừa đi một chặng đường dài từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào sáng nay. Và tối đã về Bắc Ninh rồi. Đây con này. Nó biết là nó đang sợ. Nó còn ít sợ hơn rồi. Sợ hơn này. Đây. Đấy. Ít sợ hơn này. Ơi à, rơi rồi. Nó là trên tay mình, nó đang sợ. Con khác là cho ăn. Đây. Ở đây. Nhảy được không? Ăn đi. Nó gặm trên tay mình là nó quen, còn bây giờ đang chưa quen này. Nó cái ấy không muốn ăn nhưng mà nó đang sợ. Bây giờ nó gặm trên tay mình thì nó sẽ quen. Cứ dần dần, từ từ. Để nó thức ăn lên đầu. Ok anh em ơi, vậy là sau một khoảng thời gian. Ui chết mẹ rồi, cái dây nó rơi mẹ xuống dưới rồi. Thôi không cần dây nữa. Sau một khoảng thời gian mà khoảng tầm 2 tuần gì đấy, tôi đã nhận, đã được anh Hoàn Khải Tất tặng cho 2 con Dormouse và đã nuôi được khoảng 2 tuần rồi. Thì anh em có thể nhìn thấy đây là cái chuồng mình đang giữ con Dormouse này. Đấy, bên này thì có mình để bình nước ở đây và lót mùn cưa. Đấy, có cả cái hang để cho chú ẩn và cái khúc cây để cho nó trèo linh tinh. Bọn này nó rất là bé cho nên là mình không thể nuôi ở trong cái lồng chuột hamster bình thường được. Mình bị mua thường cái lồng hamster cao cao to to một tí. Nhưng mà cái lưới, cái sắt của nó vẫn hơi thưa thì con này nó có thể bò ra được. Dị vãi trưởng luôn. Nó bé quá anh em ạ. Đấy, chuẩn bị đến giờ thay lót chuồng rồi thì mình cũng chuẩn bị thay lót chuồng cho nó luôn. Đấy, đây là 2 con Dormouse. Trông tếu vãi, bé tí luôn nhỉ. Bé vãi trưởng, mình rất buồn cười. Thì bây giờ thay lót chuồng cho nó ấy nhỉ. Xong rồi kết thúc video thôi. Mình không tìm được thông tin gì về bọn này luôn ấy, kiểu ít thông tin vãi trưởng, ngoại trừ một số cái điều rất là hay mà mình có thể đúc kết lại được là bọn này nó có thể nó là một loài gặm nhấm cực kỳ nhỏ, siêu nhỏ luôn. Nó tên là chuột sóc Dormouse và thế nào nhỉ, trông nó giống chuột nhưng mà nó lại không phải là chuột, bởi vì cái đuôi của nó lại có lông như là sóc đấy. Và bọn này thì có thể ăn được hoa quả, côn trùng, quả mọng các kiểu, và mình cho ăn hạt thức ăn khô cũng được luôn. Nói chung là về cách nuôi vãi uống thì khá là dễ dàng, và tuổi thọ bọn này có thể lên đến 5 năm là khá là lớn so với cái một loài nhậm nhấm nhỏ, đúng không? Tuổi thọ này khá là lớn. Đấy, và đặc biệt nhất là quá nhỏ và đáng yêu và rất là hiền lành nữa. Nhìn thích nhỉ. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip này và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nhé. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube tôi nhé. Tạm biệt.